Và đây là món canh cá nấu với rau cải mà mình vừa hoàn thành xong. Mọi người nhìn món canh này có hấp dẫn không? Món này ăn vào thời tiết hơi se lạnh rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video hướng dẫn nấu món canh cá rô, canh cá với cả rau cải của mình ngày hôm nay. Mọi người có thể đóng góp những ý kiến của mọi người ở bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh để tiếp tục đón xem những video nấu ăn của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video nấu ăn lần sau. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video hướng dẫn nấu ăn của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi làm một món. Đó là món canh rau cải nấu với cá. Mọi người có cá gì thì có thể nấu món canh này cũng được. Nhưng mà bình thường thì mình sẽ dùng cá rô đồng. Nhưng mà hôm nay không có cá rô đồng thì mình có cái miếng cá riêu hồng phi lê thì mình sẽ cho vào nấu. Mình sẽ phi thơm gừng lên. Món này thì mọi người nhất quyết là phải có gừng nhé. Không có gừng thì nó không át được cái mùi tanh của cá. Tiếp theo thì mình đã có một cái phần cá riêu hồng. Mọi người có thể thái miếng hoặc là băm nhỏ ra, nhưng mà mình thích thái miếng để lúc ăn có thể gắp được. Bây giờ mình sẽ cho vào đây để phi thơm lên. Thì mình đã ướp trước rồi, mình đã ướp với một chút nước mắm hạt tiêu và một chút dầu ô liu, mình sẽ xào lên cho cá ngấm gia vị. Sẽ không đảo nhiều nữa, mình để cho miếng cá được tươi lên. Đấy thì mình sẽ xào rau cải lên. Nên mọi người cũng không nên cho quá nhiều nước. Và chủ yếu thì mình sẽ là phần rau và cá. Mình sẽ đậy cung vào.
Rau cũng đã đủ thời gian để có thể chín rồi, mình sẽ tắt bếp đi và mình sẽ múc ra một chiếc bát ở đây nhé.